Khu công nghiệp Tân Hưng được đặt ở vị trí giao cắt giữa tỉnh lộ 295 và cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, là một vị trí rất đắc địa. Ở đây thì diện tích của khu nghiệp Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là 155,5 ha với một cái hạ tầng hiện nay đã là gần như là hoàn thiện đến gần 100%. Thưa quý vị, thì theo dự kiến thì đầu năm 2022 các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đã có cái phương án xây dựng nhà máy ở đây. Thì trên đường chúng ta đang đi ở đây thì đang bước vào cái giai đoạn 1 là cụm công nghiệp Tân Hưng là hơn 70 hecta. Thì ở đây thì với được thiết kế cái lòng đường và vỉa hè mặt cắt của đường trong nội khu, trong các khu công nghiệp, thì đường được thiết kế là mặt cắt là trên 20 mét đấy, với cái hệ thống khuôn viên cây xanh, đèn chiếu sáng, rồi thì hệ thống cung cấp điện, rồi thì hệ thống xả thải, tất cả là đang hoàn thiện là theo cái tiêu chuẩn quốc tế để sẵn sàng đón các nhà đầu tư đại bàng để đến với Bắc Giang. Theo kế hoạch thì đầu 2022 thì các nhà đầu tư sẵn sàng là đã dựng nhà máy để và theo cái tiến độ xây dựng, bởi vì hạ tầng ở đây rất là hoàn thiện rồi, cho nên là theo kế hoạch thì họ xây dựng nhà máy thì trong vòng khoảng độ 1,5 năm đến 2 năm là đã có thể đưa vào sản xuất và đã có những cái sản phẩm công nghiệp đầu tiên ở vị trí tại khu công nghiệp Tân Hưng. Ở đây thì đi lại nào anh? Có cái đường nào nổi bật và đi ra những cái khu mà trung tâm ấy thì mình đi như nào? Thì về cái vị trí kết nối giao thông ở đây thì rất là thuận lợi bạn ạ. Nếu mà ta đi từ quốc lộ 1A cũ hay còn gọi là tỉnh lộ 295B ấy, thì từ Vôi vào đây là mất có 1,5 cây, thì trong vòng vài phút đồng hồ là đã có thể di chuyển được đến khu công nghiệp. Cái thứ hai nữa thì cái cao tốc Hà Nội Lạng Sơn thì đã đưa vào vận hành sử dụng, thì khu công nghiệp ở đây thì là sát xít đấy, cho nên là cái rất là thuận lợi nếu mà di chuyển từ Hà Nội thì lên trên này thì đâu đó với cái đường như hiện nay thì đâu đó là chỉ dài 2 tiếng là có thể đến đây, và từ đây di chuyển đi cửa khẩu Hữu Nghị, rồi thì ở các địa bàn lân cận ở đây gọi là đi Quảng Ninh thì cũng gần như là một cái vị trí trung tâm để di chuyển rất là thuận lợi đấy. Đấy thì mình xin nhắc lại là cái vị trí này là được giao cắt giữa cái tỉnh lộ 295, tính là cái tỉnh lộ mà tính từ Vôi đi từ Lạng Giang đi Lục Nam đấy, và cái cao tốc Hà Nội Lạng Sơn là đường cao tốc mới. Gần đây thì có khu dân cư nào anh ạ? Hoặc là khu đất nào mà mình có thể mua được ấy? Kính thưa quý vị, thì nói tới Bắc Giang thì là mình phải nói tới cái từ khóa là bất động sản công nghiệp. Có nghĩa là những cái khu dân cư, những khu nhà liền kề, gọi là cái khu đất nền được hiện nay cái vị trí gần sát xít nhất ý, thì là cái khu dân cư Vĩnh Thịnh. Thì với cái khu dân cư Vĩnh Thịnh này thì được thiết kế là trên 100 lô đất liền kề với khuôn viên cây xanh, rồi hệ thống đèn chiếu sáng, nói chung là hạ tầng cũng rất là đồng bộ. Với cái mặt tiền các lô thì được thiết kế là 5,5 m và chiều sâu 17 m, thì diện tích các lô ở đây thì được thiết kế là 96,2 m² trên một lô. Đấy thì về cái thị trường ở đây thì từ khi mà dục dịch khu công nghiệp đang hình thành ấy thì các nhà đầu tư ở đặc biệt là Hà Nội và Bắc Ninh thì họ đã đổ về đây tìm kiếm và thường là mua những cái mảnh vườn để tách thửa. Tuy nhiên với những cái vị trí như thế thì thường là trong ngõ, trong xóm rất là sâu, hạ tầng kém, cho nên là cũng chưa thực sự có điểm nhấn, thì cái khu dân cư Vĩnh Thịnh này là có thể đáp ứng được yêu cầu của là một cái khu dân cư rất là đồng bộ hiện đại để đáp ứng cái nhu cầu ở, gọi là ở rồi thì làm việc rồi kết hợp đô thị dịch vụ của cái khu công nghiệp Tân Hưng ở đây. Thì giá đất ở đây ở khu Vĩnh Thịnh đấy thì nó rơi vào tầm bao nhiêu 1 m² bây giờ anh nhỉ? Như bạn đã biết đấy thì
So với các vị trí khác ý, thì khu công nghiệp Tân Hưng hiện nay là cái giá được đánh giá là giá rất 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 hợp lý. Bởi vì là hiện nay với một cái mét vuông, đơn giá một mét vuông tại khu dân cư Vĩnh Thịnh thì đâu đó cũng chỉ gọi là giá khoảng độ 12 triệu trở lên, thì đâu đó là trên dưới 1 tỷ 3 một lô thôi. Đấy, rất là rẻ. Trong khi đó là các khu công nghiệp khác khi mà đã hoàn thiện rồi, ví dụ như Mi Điền được 72 mét vuông chẳng hạn, thì cũng đều phải 2 tỷ 6, 2 tỷ 7. Rồi những khu vùng Một Linh Khánh giá đến gấp đôi đúng không anh? Vân Trung, đúng rồi. Chào các bạn, thì hôm nay thì thay mặt cho Bất Động Sản Tiến Phát Len thì Xuân Lam Trần sẽ chia sẻ với toàn thể anh chị em ngành kinh doanh bất động sản và toàn thể quý khách hàng khu dân cư Vĩnh Thịnh thuộc xã Tân Hưng, huyện An Giang. Thì kính thưa toàn thể anh chị em, thì với cái khu dân cư Vĩnh Thịnh này thì được bố trí thì thiết kế giai đoạn 2 là 77 lô đất, thì giai đoạn 1 thì gần 100 lô, thì đâu đó là cả hai giai đoạn thì là gần 200 lô đất. Thì với một cái hạ tầng rất là đồng bộ, thì bao gồm có hệ thống điện chiếu sáng, rồi thì đường vỉa hè làm rất là chuẩn, chúng ta là chỉ việc sẵn sàng là việc mà định cư khi mà chúng ta mua đất lập nghiệp ở đây. Thì với một cái vị trí khu dân cư này thì hiện nay giá đang giao dịch tại khu vị trí ngoài làn 1 thì với một cái diện tích là từ 90 đến 100 mét vuông thì có cái giá đâu đó khoảng giá 3 tỷ. Thì riêng vị trí ở đây thì thuộc làn 2 của tỉnh lộ 295 thì cái khu dân cư này thì giá hiện nay chỉ giá đâu đó giá khoảng 1 tỷ 3, trên dưới 1 tỷ 3. Đấy, thì với một cái vị trí ở đây thì cách khu công nghiệp Tân Hưng sát xít chỉ có 350 mét, và cách cái trường mầm non, rồi trường tiểu học, rồi trường trung học cơ sở, rồi thì ủy ban xã thì cũng 400 mét. Các lô đất ở đây thì được thiết kế mặt tiền 5,5 mét và chiều sâu là 17 mét. Thì với mặt tiền 5,5 mét cũng là một cái điểm nhấn khác so với các khu dân cư khác. Thì các khu dân cư cũ thường là có cái mặt tiền thì thường là 4,5 mét và 5 mét, nhưng mà đây là một khu dân cư mới và có thể nói là rất là hiện đại, thì người ta đã thiết kế là 5,5 mét mặt tiền. Đấy, thì trong khu dân cư thì có đầy đủ hệ thống là khuôn viên cây xanh. Đấy, như các bạn đã biết đấy, thì đây là một cái khuôn viên cây xanh của cái khu dân cư. Đấy thì phía trước thì là mặt tỉnh lộ 295. Đấy, thì từ cái vị trí này thì chúng ta có thể di chuyển sang thị trấn Vôi là khoảng độ 1,5 cây. Đấy, và từ đây di chuyển sang cái giao cắt cái tỉnh lộ 295 và cao tốc Hà Nội Lạng Sơn thì chỉ 350 mét, chính là cái vị trí mà sát xít cái khu công nghiệp Tân Hưng. Thì hôm nay thì có thể nói là đây là một cái ngày rất là thường nhật, cũng có khá nhiều các nhà đầu tư, khá nhiều các bà con đến quan tâm đến cái việc mà bất động sản khu công nghiệp Tân Hưng thì cũng đã đến đây và đã có những cái giao dịch rất là tốt đẹp. Hy vọng rằng là bất động sản Tiến Phát thì luôn luôn là cái nơi gửi chọn niềm tin để cho hãy kết nối với chúng tôi để chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng, các nhà đầu tư, anh chị em làm bất động sản những cái tài sản mà vừa đảm bảo cái có thể tạo ra dòng tiền và vừa đảm bảo về mặt lãi vốn. Đấy là cái phương châm cái hoạt động của chúng tôi. Xin chào toàn thể anh chị em, quý vị và các bạn. Xin hết.